đi bộ. Tao cho chúng mày cưới nhau, đầu tư tiền tỷ cho nó để trở thành doanh nhân thành đạt. Bây giờ mày đứng đây, mày cãi nhau với bố mày đây hả? Vợ chồng mình sai rồi, xin lỗi bố đi em. Bỏ ra, bố làm tất cả những chuyện đấy là vì bản thân của bố thôi ạ. Bố đừng tưởng tiền của bố có thể mua chuộc được hạnh phúc hoặc là chia rẽ tình cảm của bọn con. Trời ơi, trời ơi, anh làm cái gì đấy hả? Tại sao lại đánh con? Bà đứng lùi ra. Con không sai. Cái loại vô hồn này tôi đập chết rồi. Nào, xin lỗi bố, con xin lỗi bố. Tất cả là lỗi của con, bố đừng đánh Tuyết. Con sẽ làm được tất cả những gì bố muốn á. Vợ chồng em bị bắt chia tay rồi. Hả? Hai bác này chủ danh à? Tại sao chú lại khóc? Quỷ mị, chả ra làm sao. Mày im mồm, biết cái gì mà nói. Anh Tú, anh nhìn thấy thằng Danh đâu không? Không. Em tưởng chú Danh ở trên phòng, có chuyện gì thế hả anh? Đây này, nó viết lại mấy dòng như thư tuyệt mệnh ấy. Vợ ơi, không có em, anh không thiết sống trên đời này nữa. Con xin lỗi bố, em xin lỗi cả nhà. Tuyết! Tuyết! Đứng lại, mẹ bảo này Tuyết! Qua đi đâu? Không. Bố chưa cho phép con ra khỏi phòng. Đi lên! Bố không cản được con đâu ạ. Đây, con bước chân ra khỏi cổng, bố tử con anh. Anh thôi đi, đừng có mà dọa nạt con nữa. Nhìn nó cái tay tự tử thế này. Con phải làm đến thế này để uy hiếp bố đấy à? Con không uy hiếp bố ạ. Nhưng mà bây giờ anh Danh bỏ nhà để thu tiền mình ở nhà cái kìa, con phải đi tìm anh ý chứ. Nếu anh Danh mà có mệnh hệ gì thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đâu ạ. Về với anh rồi, cảm ơn vợ. Em đã bảo rồi, không ai có thể chia cắt được vợ chồng mình, kể cả bố của em. Để anh ngắm vợ xem nào. Anh nhớ vợ lắm. Phường trèo rồ. Hôm nào một lời thứ tha.